Hello các anh em, welcome back to our channel. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Lê Huệ Trương. Và hôm nay mình xin được gửi tới mọi người một video với tựa đề một số kỹ năng cơ bản trong quản lý vốn để có thể sống còn với trading. Trước hết, hãy cùng trả lời câu hỏi: quản lý vốn là gì? Quản lý vốn đơn giản là như thế này. Hãy tưởng tượng mình và bạn cùng nhau chơi một trò chơi tung đồng xu. Nếu chúng mặt có hình đầu người thì bạn thua, còn mặt kia thì bạn thắng. Và giả sử bạn có mức rủi ro là 10 đô cho một lần chơi, còn mình chỉ có rủi ro 1 đô mà thôi. Ngay cả khi mình có ít vốn hơn, mình cũng không có nhiều sợ hãi, bởi vì phải cần đến 100 lần thua liên tục thì mình mới bị loại khỏi cuộc chơi. Chúng ta có thể chơi trên thời gian dài, trừ khi hai sàn giao dịch thu phí trên mỗi giao dịch. Nói nôm na là như vậy. Vậy thì chúng ta phải làm sao để có một kỹ năng quản lý vốn hiệu quả giúp tồn tại lâu với trading? Hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Kỹ năng đầu tiên, các bạn phải biết đặt sự tồn tại lên hàng đầu. Mục tiêu đầu tiên trong quản lý vốn đó là phải đảm bảo cho sự tồn tại trước hết. Bạn cần phải tránh các rủi ro khiến cho mình bị loại khỏi việc trading. Mục tiêu thứ hai đó là có thu nhập từ từ. Mục tiêu thứ ba đó là tăng mức lời lên, nhưng phải tồn tại được trước đã. Người thất bại thường thì đặt toàn bộ vốn vào một giao dịch, họ tiếp tục giao dịch vẫn cùng khối lượng hoặc hơn mức đó. Hầu hết những người thua lỗ thì cố gắng thoát khỏi hố sâu mà họ đã đào ra. Quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn tránh khỏi cái hố đó ngay từ lúc ban đầu. Nếu bạn càng lún sâu, bạn sẽ càng khó thoát. Nếu bạn thua lỗ 10%, bạn cần tới 11% để quay lại mức ban đầu. Nhưng nếu bạn lỗ 20%, bạn phải cần tới 25% thu lại để về mức cũ. Và nếu bạn thua lỗ tới 40%, thì bạn cần phải kiếm lại tới 67%. Còn mức thua lỗ 50% thì sao? Bạn cần phải kiếm lợi nhuận tới 100% để thu lại như lúc đầu. Do vậy, đừng bao giờ quên quy tắc, tồn tại là ưu tiên hàng đầu nhé. Và kỹ năng quản lý vốn thứ hai đó là làm giàu từ từ. Những người mới tham gia lĩnh vực trading thường cố gắng làm giàu thật nhanh. Họ có thể chiến thắng trong ngắn hạn, nhưng về lâu về dài, họ sẽ trả lại cho thị trường tất cả bởi vì các rủi ro lớn. Một người mà kiếm được 25% lợi nhuận hàng năm thì có thể trở thành ông vua của Wall Street. Một trader nhân đôi số vốn của họ trong một năm được coi là ngôi sao trong lĩnh vực này. Nếu bạn làm ra được 30% lợi nhuận một năm, mình đảm bảo là người ta sẽ mang tiền đến cho bạn quản lý. Làm phép so sánh với việc gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng để lấy lãi suất, nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Đừng bao giờ quên quy tắc high risk, high return nhé. Bởi vì khi chúng ta mạo hiểm thật nhiều, dù sẽ kiếm được lợi nhuận lớn nhưng rủi ro đi kèm cũng không nhỏ đâu. Tiếp theo, đó là mức rủi ro bao nhiêu. Hầu hết các trader sẽ bị tiêu diệt bởi một trong hai viên đạn. Thứ nhất là sự bất cẩn, và thứ hai đó là cảm xúc. Một trader khi vượt qua sự bất cẩn và đạt được một mức độ thành công nhất định, khi sự tự tin của anh ta tăng lên, anh ta sẽ ngẩng cao đầu khỏi chiến hào và viên đạn thứ hai sẽ xuất hiện. Sự tự tin làm cho anh ta trở nên tham lam hơn, anh ta bắt đầu tăng mức rủi ro trong một giao dịch và các thua lỗ liên tục sẽ khiến anh ta bị loại khỏi cuộc chiến. Một người chuyên nghiệp không cho phép thua lỗ một phần nhỏ phần trăm vốn của họ trong một giao dịch. Các cuộc kiểm tra cho thấy rằng mức rủi ro lớn nhất mà một trader chấp nhận thua lỗ trong một giao dịch là 2% vốn của họ. Giới hạn này bao gồm cả phí giao dịch, commission và slippage. Nếu bạn có tài khoản 2.000 đô, bạn không nên rủi ro quá 40 đô trong mỗi giao dịch. Hầu hết những người nghiệp dư sẽ đều lắc đầu khi họ nghe thấy được điều trên. Rất nhiều trong số họ có số vốn nhỏ
và quy tắc 2% sẽ làm tan tành giấc mơ làm giàu nhanh của họ. Còn phần lớn những nhà chuyên nghiệp thì họ đều cho rằng 2% là quá cao, họ không cho phép bản thân rủi ro hơn 1% cho tới 1,5% vốn của họ cho mỗi giao dịch. Quy tắc 2% sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất lớn mà thị trường có thể gây ra cho tài khoản của bạn. Cho dù có tới một chuỗi 5 hoặc 6 thua lỗ liên tục cũng sẽ không loại được bạn khỏi thị trường. Mỗi khi bạn xem xét một tín hiệu giao dịch, kiểm tra dừng lỗ, nếu điểm cắt lỗ đó lớn hơn 2% vốn của bạn, hãy bỏ qua tín hiệu giao dịch đó, chờ đợi một điểm vào ít rủi ro hơn. Chờ đợi có thể làm giảm đi sự hứng thú của bạn, nhưng khả năng lợi nhuận sẽ lớn hơn đó. Vậy là kết thúc video clip này, mình hy vọng mọi người sẽ nắm được phần nào những kỹ năng cơ bản trong việc quản lý vốn để có thể sống còn. Mình chúc mọi người sẽ có một cuối tuần thật vui. Mình cảm ơn mọi người vì đã xem hết video clip. Nếu thấy hay, hãy share, like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt nhé. See you soon!